Thưa quý vị, nói về bí quyết, một cụ ông 108 tuổi ở Canada dù đã ở tuổi xưa nay hiếm rồi và trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời, nhưng luôn thể hiện một tình yêu toàn tâm toàn ý với người vợ đã qua cố của mình. Và khi được hỏi về bí quyết sống thọ của mình thì ông đã khiến mọi người hết sức cảm động. Ông Esmond O'Cook, người Canada, vừa tổ chức lễ sinh nhật lần thứ 108 bằng một bữa tiệc hoành tráng và vui nhộn. Khi được hỏi về kinh nghiệm để có cuộc sống khỏe mạnh tới tuổi này, thì ông trả lời đó là vì ông có một người vợ thực sự tốt. Người vợ yêu dấu của ông là bà Helen, mất 7 năm trước đây. Dù trẻ hơn ông 7 tuổi nhưng khi về già, bà bị mất trí nhớ nên ông Esmond đã dành 2 năm để chăm sóc vợ. Theo lời cháu trai của ông thì bà là tất cả với ông. Và khi bà mất, ông đã nhờ người viết lên bia mộ dòng chữ, bà được 10 điểm. Cả hai có chung với nhau được 6 người con và tới nay tổng số thành viên trong đại gia đình của ông đã lên tới 71 người. Ở tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn thích đọc sách, xem tin tức, lập Facebook và thường dùng máy tính bảng để trò chuyện hàng ngày với con trai.